Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con chim vỗ cánh trong sân hoặc về hè và tự hỏi không biết nó có cần được cứu không? Bạn có thể làm gì trong tình huống này? Hóa ra có rất nhiều cách để xác định xem nó có gặp rắc rối hay không và những bước cần thực hiện nếu có. Một con chim khỏe mạnh sẽ không bao giờ để ai bắt được nó. Việc bạn tóm được nó có nghĩa là nó đang bị bệnh hoặc bị thương. Ngoại lệ duy nhất ở đây là chim mới ra ràng bị rơi ra khỏi tổ vì nó chưa bay được. Bạn có thể nhận ra chúng bằng các phần nổi bật ở hai bên mỏ và rất nhiều ống lông ở đuôi, bởi vì đây thường là phần cuối cùng phát triển. Bạn có thể mang con chim đó tới bụi cây gần nhất và để nó ở đó. Nhưng chim non cũng có thể bị thương. Hãy kiểm tra trước khi để lại nó trên mặt đất. Một số loài giả vờ bị thương để dụ bạn tránh xa tổ của chúng. Nếu bạn đuổi theo một con chim có vẻ không bay được và sau đó nó bay vụt đi thì bạn đã bị lừa rồi đấy. Ngay cả một con chim bị thương cũng có thể rất khó bắt. Nó có thể bị gãy lông, xệ cánh hoặc nhảy từng bước nhỏ, bay sát mặt đất. Điều này thường xảy ra với những con quạ vì chúng đủ mạnh để chống lại mèo. Nhưng dù sao đi chăng nữa, một con chim như vậy cũng không thể cầm cự lâu nếu không có sự giúp đỡ của con người. Cứu hay không cứu? Đó là câu hỏi. Bạn đã bao giờ cứu một con chim hoặc động vật hoang dã khác chưa? Hãy cho tôi biết trong mục bình luận nhé! Nếu bạn chỉ đưa con chim bị thương về nhà thì có thể bạn không giúp gì cho khả năng sống sót của nó. Bạn sẽ phải làm mọi cách để chữa trị cho nó. Hãy suy nghĩ kỹ, bạn có thể đầu tư thời gian và tiền bạc vào bác sĩ thú y và thuốc men không? Bạn có một nơi đủ an toàn để giữ nó ở nhà không? Tùy thuộc vào loài chim và mức độ nghiêm trọng của căn bệnh hoặc thương tích, bạn có thể phải mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm để tìm nhà cho nó. Có khả năng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy người sẵn sàng nuôi nó. Ngoài ra, nếu con chim đã bị mèo hoặc chó tấn công, nhiều khả năng nó sẽ bị nội thương và bạn sẽ chỉ khiến nó phải chịu đựng lâu hơn nếu mang nó về nhà. Nhưng nếu bạn đã quyết định giúp đỡ con chim thì đây là điều cần làm. Kiểm tra con chim để xem nó có vết thương rõ ràng không và đó là loại thương tích gì. Đây là danh sách kiểm tra. Số 1. Con chim có thể có vết thương trông giống như bị động vật khác cào hoặc cắn. Ngay cả khi bạn không thấy vết thương hoặc máu ngay lập tức, hãy cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng và vạch lông ra. Có thể có những vết thương sâu ẩn trong đó, chúng trông giống như lỗ hoặc máu khô. Trong trường hợp này, bạn có thể rửa vết thương bằng thuốc sát trùng và đưa chim đến bác sĩ thú y, họ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh. Số 2. Nếu vết thương để lộ ra cả phần xương thì con chim bị gãy xương hở, hãy đưa nó đến bác sĩ thú y ngay lập tức. Nhớ để nó trong một cái hộp tối để nó không hoảng sợ và vỗ cánh loạn lên. Sau khi ghé bác sĩ, bạn có thể sẽ phải tiêm thuốc kháng sinh cho nó. Số 3. Nếu cánh hoặc chân chim không cử động, bị xoắn một cách bất thường hoặc có vết bầm tím hoặc vết sưng thì nó có khả năng con chim bị gãy xương kín. Trong trường hợp này, bạn cần chụp X-quang để bác sĩ thú y có thể chẩn đoán chính xác. Số 4. Thật không may, vết thương do thợ săn cũng có thể xảy ra khá phổ biến. Con chim có thể bị thương nhưng vẫn thoát được. Đạn có thể bị mắc kẹt trong các mô mềm hoặc xương và gây độc cho chim do có chứa kim loại nặng. Hãy mang chim đến bác sĩ thú y để họ xử lý vết thương. Số 5. Nếu con chim nằm úp bụng với hai chân tõe ra, điều này thường có nghĩa là nó bị chấn thương cột sống. Chấn thương như vậy không phải lúc nào cũng nghiêm trọng, có thể chỉ là do sưng. Hình ảnh X-quang có thể cho thấy tình trạng của nó. Số 6. Khi đuôi và cánh bị rụng lông thì đó chỉ là vết thương nhẹ, vì lông sẽ mọc lại và con chim sẽ có thể bay đi. Bạn chỉ cần tạm chăm nó trong một thời gian. Nếu không có vết thương rõ ràng nhưng con chim không thể bay và có lông dựng lên thì có hai khả năng. Đầu tiên, con chim có thể bị chấn thương đầu. Những con chim bị thương ở đầu thường được tìm thấy gần cửa sổ bằng kính hoặc trên những con đường mà chúng bị ô tô đâm phải. Một trong những dấu hiệu nhận biết là nhắm mắt một nửa, đặc biệt chú ý nếu nó chỉ nhắm một mắt. Nếu mắt nó mở, hãy thử chiếu đèn pin vào một bên mắt và sau đó chiếu đèn pin vào mắt bên kia và xem con người thu nhỏ nhanh cỡ nào. Nếu tốc độ khác nhau, con chim đã bị chấn thương đầu. Trong trường hợp đó, bạn phải giữ nó trong một nơi tối và không được cho uống nhiều nước vì nước có thể gây phù não. Thứ hai, con chim có thể bị bệnh. Các triệu chứng phổ biến nhất là quay đầu hoặc nghiêng đầu một cách không tự nhiên. Nó có thể đi theo vòng tròn hoặc làm rơi thức ăn khi cố nhặt lên. Nó ho, kêu, bị sổ mũi hoặc có chất lỏng chảy ra ở mỏ. Nó có vết thương ở chân. Nó có lông màu trắng hoặc vàng bên trong mỏ. Nó bốc mùi hôi. Đây có thể là dấu hiệu của việc nó ăn phải đồ ăn bẩn hoặc sống gần bãi rác.
hãy mang nó đến bác sĩ thú y ngay lập tức để được chẩn đoán chính xác và bắt đầu điều trị. Trong mọi trường hợp, sau khi kiểm tra ban đầu, bạn cần gọi bác sĩ thú y và đưa chú chim bị thương đến phòng khám để thăm khám chuyên sâu. Bác sĩ thú y có thể chẩn đoán, kê đơn điều trị và cho bạn lời khuyên về cách chăm nuôi chim tại nhà. Để vận chuyển chim, hãy chuẩn bị một chiếc hộp thoáng khí và lót khăn mềm ở phía dưới. Mang găng tay dày, cầm con chim nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và đặt nó vào hộp. Đặc biệt cẩn thận nếu nó là chim săn mồi như đại bàng hoặc cú. Trông nó có vẻ yếu đuối và vô hại thế thôi, nhưng vẫn có thể gây hại cho bạn khi bạn cố cầm nó lên đấy. Đừng cố gắng tự cho nó ăn hoặc uống nước trước khi đưa nó tới bác sĩ. Khi bạn đã mang chim về nhà, hãy cẩn thận và tuân thủ các quy tắc về vệ sinh. Giữa người và chim không có nhiều bệnh chung, tuy nhiên nếu chim bị bệnh, hãy thận trọng. Thường xuyên làm sạch hộp hoặc lồng nơi bạn nhốt chim, đừng để phân chim khô lại và phân tán vào không khí. Bạn cần dùng thuốc sát trùng để làm sạch, nhưng lúc đó hãy đặt chim ra xa hóa chất càng tốt, để nó không bị nhiễm độc. Sử dụng đĩa và bát riêng cho chim và rửa chúng thật xa đĩa của người hoặc vật nuôi. Không cho chim ở gần trẻ em hoặc thú cưng, hãy cách ly chim nếu được. Rửa tay sau khi chạm vào chim. Nếu bạn không có điều kiện nuôi chim đúng cách ở nhà và không cho nó ăn uống phù hợp thì cố gắng chữa trị cũng không ích gì. Các quy tắc cơ bản cho tất cả các loài là: không cho chim ăn thức ăn của người, bao gồm bánh mì, sữa, đường, muối, bơ. Không cho chim ăn đồ ăn trong miệng mình và không nhá thức ăn hộ chim. Không đứng cạnh chuồng chim thường xuyên để tránh làm nó sợ, hạn chế giao tiếp tối đa, kẻo chim sẽ chết vì stress. Nếu bạn nhốt chim trong hộp, hãy chắc chắn rằng nó có đủ không khí và ánh sáng, nhưng lỗ phải đủ nhỏ kéo chim thoát ra ngoài. Nếu bạn sử dụng lồng, đừng che bằng vải dày và tối màu, kẻo chim không thể tìm được thức ăn và nước uống. Không để chim bay trong nhà, nó có thể va vào kính hoặc rơi xuống phía sau đồ nội thất và bị thương nặng hơn. Khi chim khỏe hơn, hãy hỏi bác sĩ thú y xem bạn có thể thả nó đi hay không. Trong một số trường hợp, các vết thương nghiêm trọng đến mức chim sẽ không bao giờ có thể sống trong tự nhiên nữa. Và có một vài trường hợp, chim đã dành quá nhiều thời gian trong chuồng và quen với việc ăn từ máng. Nếu bạn đã giữ chim ở nhà lâu hơn nửa năm, cơ bắp của nó sẽ trở nên quá yếu để bay và tự tìm kiếm thức ăn. Và đừng bao giờ thả chim ra vào mùa đông nếu trời quá lạnh. Nếu vốn được sống trong ngôi nhà ấm áp của bạn, nó sẽ không mọc lông ấm và sẽ không thể chống chọi lại cái lạnh. Chúc may mắn nhé! Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay, thì hãy cho video này một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè. Và đây là một số video khác mà tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và đừng quên ủng hộ Sỏi Sáng nhé!